Em thấy nhiều người đàn ông nói với phụ nữ, với vợ: em đẹp như vậy anh không cần làm cái gì hết trơn, anh thấy em đẹp. Cái đó là cái nói xạo đó. Thí dụ như bất cứ người đàn ông nào nói đường đó với người yêu hay người vợ, khi mà bước ra đường gặp một cô nào môi son đỏ, làm make up lên, ông nào cũng quay ra dòm hết trơn á. Anh nói đúng không? Đúng. Hay người Việt hay không hay nói là không cần phải son phấn. Cái đó không có đúng. Phụ nữ chút son chút phấn có thể là thay đổi cái suy nghĩ của người ta, cái concept của người ta.